Tỉnh Cà Mau vừa quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở đê biển Tây trên địa bàn tỉnh này. Cụ thể, đoạn từ bờ Nam Cống Kênh Mới đến bờ Bắc Cống Đá Bạc, quyện Trần Văn Thời và khu vực Dàm Tiểu Dừa, quyện U Minh. Tại các khu vực công bố tình huống khẩn cấp có 5 vị trí sạt lở rất nguy hiểm với tổng chiều dài 3.200m, kinh phí để khắc phục gần 37 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Trong những đoạn sạt lở, nghiêm trọng nhất là khu vực từ bờ Nam Cống Kinh Mới đến bờ Bắc Cống Đá Bạc với tổng chiều dài hơn 2.600m. Nhiều đoạn không còn đai rừng phòng hộ, sạt lở làm hư hỏng kè rõ đá áp sát mái đê, quy hiếp đê biển cho có thể gây dở đê bất cứ lúc nào. Đây cũng là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt mưa dông kết hợp triều cường, sóng lớn vào ngày 11 và 12 tháng 7 vừa qua, theo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, sạt lở nguy cơ đe dọa tính mạng, nhà ở nhiều người dân và các công trình phòng chống thiên tai, hệ thống lưới điện, các khu di tích lịch sử các quốc gia trường học. Vì công bố tình huống khẩn cấp nhằm quy động các nguồn lực và lực lượng ứng phó các tình huống khẩn cấp, trong đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh được giao chủ trì chuẩn bị phương tiện và lực lượng cứu hộ cứu nạn, sơ tán di dời người dân ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm, đồng thời các cơ quan chức năng phải cắm biển cảnh báo khoanh vùng không cho người phương tiện vào khu vực sạt lở.